Chiều ngày 18 tháng 12 tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các lãnh đạo các nước ASEAN hội kiến nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản. Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị cấp cao lần này. Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác rời Tokyo lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến công tác. Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự được hội kiến nhà vua và hoàng hậu trong năm đặc biệt quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và kỷ niệm 50 năm quan hệ Nhật Bản-ASEAN, chuyển lời chào trân trọng của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu. Thủ tướng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc mà nhà vua, hoàng hậu cũng như các thành viên hoàng gia Nhật Bản đã dành cho nhân dân Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm qua, góp phần làm sâu sắc sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng được đón tiếp các lãnh đạo Việt Nam thăm Nhật Bản vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và tình cảm nồng ấm mà nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Hoàng Thái tử Akishino và công nương trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 9 vừa qua. Cho rằng sự gắn kết và giao lưu trong lịch sử, sự tương đồng về các yếu tố văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng sâu đậm, gắn kết chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Nhà vua và hoàng hậu bày tỏ tin tưởng rằng các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ ngày càng sôi động, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời mời nhà vua và hoàng hậu sớm trở lại thăm Việt Nam.